Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Thúy rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình lần trước, chúng ta đã gặp gỡ cô Tammy Nguyễn, là broker của công ty Cranstone Realty and Lending. Và thưa quý vị, về vấn đề làm loan cũng là một yếu tố rất quan trọng trong việc mua nhà. Và hôm nay, cô Tammy sẽ chia sẻ với chúng ta về vấn đề làm loan. Chào chị. Chào Ngọc Thúy và xin chào quý khán giả. Chị Tammy có thể cho khán giả biết thêm về chi tiết cũng như cái quá trình mà mình làm loan thưa chị. Wow, cái này là rất là long Thúy à. Thì nói chung là trong cái làm loan là tức là mình làm một cái nợ thế chấp vào cái bất động sản, và mình có thể làm khi mà mình đi mua nhà. Và nó có cái chương trình loan, nó có rất nhiều nhiều cái điểm mà mình phải đề cập tới khi làm loan, tức là về tín dụng, về cái số tiền down, how much, tức là cái số tiền bao nhiêu phần trăm mình bỏ xuống để mình down. Tiền lương nữa phải không chị? Và tiền income nữa, đó là ba cái điểm căn bản để mình có thể đủ tiêu chuẩn hay không để đi làm một cái loan. Và tùy theo income của mỗi người thì mình có thể mượn cái số loan nó nhiều hay ít. Và cũng như là tùy theo cái điểm tín dụng, mình có thể lấy được cái tiền lãi thấp hay là cao, hoặc là có mượn được cái loan hay không. Và nó có rất nhiều điểm. Và refinance cũng là một phần trong việc làm loan, phải không đúng chị? Đúng rồi. Refinance tức là khi mà một người đã đầu tiên mua nhà đó, họ đã mượn một cái loan trên cái nhà, và sau này cái loan đó dưới bất cứ lý do gì, dù là có thể là tiền lãi cao, hoặc là có thể là bây giờ họ muốn thay đổi cái loan bằng cách là mở lấy tiền ra từ trong căn nhà, thì cái đó mình có thể đi refinance. Thì đi refinance thì nó hình thức, nó tiêu chuẩn cũng như là cái điểm tín dụng, income và cái phần trăm của cái nợ trên cái giá trị căn nhà giống như là lúc mình đi mua nhà. Và hiện nay thì mình có rất là nhiều dạng để mượn loan, phải không thưa chị? Vâng, đúng vậy Thúy. Thì trong hiện nay, cho những người mà chuyên môn đã có rất là cho những người mà chưa có nhà đó, thì mình có cái chương trình của 3% down, tức là FHA loan. Dạ, đúng rồi. Và với như chương trình đó thì quý vị không có cần phải down nhiều, và điểm tín dụng cũng không cần phải cao lắm, chừng 500 mấy 600 cũng có thể chấp nhận. Thế Ngọc Thúy được biết là cái phần trăm mình đao là khoảng 3 chấm mấy thôi phải không thưa chị? Đúng rồi, với cái chương trình FHA loan là của government loan á, thì mình chỉ cần 3.5% thôi. Có những cái chương trình loan nữa thậm chí nó cho mình 100%, nhưng mà nó tùy theo cái nhà ở trong cái bộ phận nào, địa phận nào của dùng thì có approve hay không. Thì vấn đề đó nó cũng hơi khó, là tại vì lúc này nhà nó cũng hơi khan hiếm, mà mình đi tìm cái căn nhà nào nằm trong vùng đó thì cũng càng hiếm hơn đó. Thì với chương trình FHA loan thì mình đi rất là đau ít, nhưng mà trừ trường hợp mình không có tiền đau thôi, chứ còn nếu có tiền đau thì mình nên đi với chương trình bình thường. Dù như 10% down, 5% down, mình cũng đi cái chương trình mà nó gọi là conventional loan, tức là cái loan bình thường, không có qua những cái ràng buộc của bên của chính phủ. Thì nó có những cái điểm lợi và điểm hại tùy theo hoàn cảnh. Nên nếu mà quý vị nào đang cần thiết cho mình biết muốn tìm một cái loan để mua nhà hoặc là refinance, và có nhiều người gọi vô Tammy hỏi em muốn đi FHA loan nhưng mà không biết FHA loan là gì và sự khác biệt giữa FHA loan là government loan với cái conventional loan nó như thế nào, điểm nào lợi và điểm nào hại cho mình có nên hay không nên đi chương trình đó hay không, thì mình nên tham khảo trước. Thì văn phòng lúc nào cũng mở cửa để mà đón nhận những quý khách tới và giải thích tường tận về vấn đề đó, cho biết tiền lãi, có sự so sánh đàng hoàng để và mình có biết. Phải là những tất cả mọi tham khảo hoàn toàn miễn phí phải không thưa chị? Vâng, đúng vậy. Và hiện nay đặc biệt là bên cạnh cái này rất là mới, thấy Tammy rất là cảm thấy vui khi có cái chương trình này ra, là so với những cái người mà đã từng short sale
hoặc là foreclosure nhà đó. Trước đây cái chương trình này nó không có, là những ai đã từng foreclose hoặc là làm short sale phải chờ ít nhất là 2 năm cho đến 3 năm mới làm loan được, mới tức là mới có thể đi mua nhà và mở một cái loan làm lại từ đầu, nhưng mà phải chờ sau 3 năm hoặc là 2 năm. Short sale thì 2 năm, foreclosure là 3 năm. Nhưng mà hiện nay mình có cái chương trình mà quý vị có thể làm liền ngay lập tức. Ví dụ như hôm qua mới vừa đóng cái short sale nhưng mà hôm nay có thể làm loan được. Thì cái chương trình này dĩ nhiên là nó sẽ tiền lãi nó sẽ khác so với tiền lãi của một cái loan bình thường, cái chương trình loan bình thường, nhưng mà ít ra nó cũng có available cho những ai muốn cần thì phải có. Thì tiền lãi suất nó cao hơn chút, nhưng mà đối với mình thấy nó cũng rất là reasonable. Coi như đây là một cái cơ hội mà nếu quý vị nào đã tức là làm lại vào, nhưng làm mà lại không phải đợi chờ. Nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình mà nghĩ mình hoặc là người thân của mình rớt vào trong một trong những trường hợp như mà Tammy vừa nói, thì quý vị có thể liên lạc với công ty Cranston Realty and Lending để quý vị có thể tham khảo thêm về vấn đề làm loan ngay lập tức, phải không? Số phone của văn phòng là 408-826-8283. Trở lại với chương trình, thì thông thường khi mà khách hàng đến với công ty của chị thì khi mà hỏi về vấn đề làm loan thì chị có những cái lời tư vấn với họ như thế nào? Vấn đề mà làm loan nó rất là phức tạp. Mỗi người nhiều khi hai cái loan, cái nợ giống nhau nhưng mà lại có những điểm khác nhau. Thì giống như là điểm tín dụng khác nhau và coi như là cái nợ của mình so với căn nhà nó khác nhau, thì nó sẽ ảnh hưởng cái phần điểm tín dụng, cái tiền lãi suất của mình sẽ đạt được. Thì in general, tức là sơ khởi là mà có thần Tammy xin coi như là đề nghị quý vị trước khi mà đi làm loan, mình phải khe về cái điểm tín dụng của mình. Mình phải cần ít nhất là mình có cái credit line, tức là mình phải nuôi cái điểm tín dụng của mình, phải tạo cho mình có cái điểm tín dụng và ít nhất phải 2 năm. 2 năm mình phải ra mình mở hai cái credit cards and make a payment on time on that, tức là mình phải trả hàng tháng cho đều đặn để mình tạo cho mình cái điểm tín dụng tốt. Và thứ hai là tiền nong, thì ví dụ như khi mà mua nhà, nhất là ly mua nhà đó, là mình phải để dành tiền trong đó, và phần lớn nhà băng nó phải chờ ít nhất cũng phải 30 ngày tiền nằm trong băng. Thì mình tránh những cái trường hợp mà số tiền bỏ vô cái ào quá nhiều, thì cái đó là một cái issue nhà băng nó rất là sợ. Với lại trong trường hợp này hiện nay là government đưa ra những cái trường hợp nó gọi là money laundry, laundering, là mình phải rửa tiền á, trường hợp rửa tiền, nên tránh cái trường hợp mà deposit bằng tiền mặt trên 1.000 đồng đó. Thì cái đó là quan trọng. Nên ví dụ như mình muốn deposit, mình cho người thân ký cho mình cái check làm bộ nói là gift hay gì thì cũng được đi, tức là mình phải có cái travel paper trail, phải có cái document, phải từ check qua check hay này kia thì mới được. Chứ tiền mà tiền mặt bỏ vô băng, nó thấy trong checking có cái số tiền mà cash nhiều quá là nó không có chịu. Wow, ngồi đây nói chuyện với chị Tammy có vài phút thôi mà Ngọc Thúy đã thấy là mình có nhiều điều cần phải hỏi chị Tammy rồi. Nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình thắc mắc hoặc là đang có ý định muốn mua nhà mà không biết mình nên bắt đầu từ đâu, phải build credit như thế nào, thì quý vị có thể đến với văn phòng tại địa chỉ là 2680 Sawai Road. Quý vị có thể gọi trước để lấy hẹn qua số phone là 408-826-8283. Thì nói về đề tài loan thì nó rất là rộng. Thì có thể mình sẽ chia sẻ thêm trong một vài kỳ tới. Trước khi tạm biệt khán giả chương trình, chị có lời nào muốn chia sẻ thêm? Dạ, thì Tammy cũng xin nhắc là đặc biệt cho cái chương trình về loan, mình cũng có trong văn phòng mình có rất nhiều là lender, hơn trên 20 lender, nhưng mà cũng có lender cho chiếc chương trình Stated Income, tức là Việt Nam mình, những người mà phần lớn là Việt Nam mình own business mà không có khai thuế giống như nhiều á, thì mình có thể đi chương trình Stated Income, miễn là mình có business owner trong 2 năm thì quý vị cũng có thể đi làm loan, mua nhà hoặc sau đó refinance được, không thành vấn đề. Quý vị có thể mà down phần, ví dụ như mình đi cái chương trình Stated Income
không chứng minh income đó thì DAO họ cũng chỉ cần có 30% mà thôi. Thì thì cái này cũng rất là good. So nếu mà quý vị trong văn phòng làm rất có nhiều loan cho rất nhiều quý khách cho mọi dạng khác nhau, và phần lớn nói chung là 100% là happy với cái service rất là nhanh mà rất là kỹ càng, thì công ty rất là hãnh diện về vấn đề đó. Thì xin quý vị, cảm ơn quý vị đã từng ủng hộ và tiếp tục ủng hộ với văn phòng và cũng như ủng hộ thêm mì. Nếu mà quý vị có nhu cầu về loan hoặc là cần tìm hiểu bất cứ những cái chi tiết gì về loan hoặc là credit bất cứ gì, sẽ xin cứ vui lòng gọi số phone và Tammy sẽ hân hạnh để được giúp đỡ. Cảm ơn chị Tammy. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ của cô Tammy Nguyễn. Nếu quý vị nào có những thắc mắc về địa ốc, về làm loan, hoặc là muốn tìm cho mình một nơi mà để làm loan với những lender thấp, thì quý vị hãy đến với văn phòng Cranston Realty and Lending tại địa chỉ 2680 Southway Road. Quý vị có thể liên lạc qua số phone là 408-826-8283 để gặp trực tiếp với cô Tammy Nguyễn. Ngọc Thúy xin cảm ơn quý vị theo dõi trong chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.